phát hiện món dê quay ngon nhất Sài Thành, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi, nó ngon rồi quý cô chú anh chị ơi. Chỗ này sắc luôn mới ngon, có thớt sắc đây luôn mới ngon. Kính thưa tất cả quý ông bà, các bác anh chị và các bạn nha. Hôm nay em vô tình đi ngay bờ bao Tân Thắng thuộc quận Bình Tân, thì phát hiện đang quay con dê cũng đã chín rồi, rất là ngon luôn quý cô chú anh chị. Dê quay này theo cái kiểu của người Bắc, thui bằng bên trong cái con dê là bằng lá móc mặt, cho nên rất là thơm, rất là ngon luôn quý cô chú anh chị. Giờ dê cũng đã chín rồi thì em cũng sẽ review một cái đùi sau để ăn thử như thế nào nha. Giờ kêu anh chủ quán ra anh cắt cho em cái đùi, nhìn rất là ngon luôn. Thịt dê thì ăn rất là lành và cũng nói chung là rất là mát quý cô chú anh chị, cho nên món thịt dê là rất nhiều cô chú anh chị ưa chuộng, đặc biệt nhất là dê quay. Thì ở đây là bán là 75.000 100g, nói chung là 750 một ký. Thì giờ này em vào thì cũng còn sớm cho nên chưa có khách, với chỗ vị quán này bán bình quân một ngày một con, còn có nhiều nơi thì bán rất là đắt, cũng một ngày cũng hai con có quý cô chú anh chị. Thì con dê thì rất là nhỏ thôi, nó không có lớn lắm. Bắt đầu anh chủ quán ra bắt đầu anh chuẩn bị anh cắt nè, nhìn ngon quá. Trước tiên là cắt cái này xong để như lấy nước ra, lấy nước trong dê ra luôn. Em đến lúc dê chưa ai mua luôn quý cô chú anh chị, cho nên em bữa hàng mua cái bình thử như thế nào nha. Nước này là ngon, lấy nước luôn nha. Ok, nguyên cái nước này ở trong con dê rất là thơm mà rất là ngọt luôn. Cái nước trong con dê nó ra đó, trong cái bụng thì có những cái lá người ta bỏ vào trong đó rất là thơm. Thịt dê thì nói chung ra là ăn cái đùi, thích ăn là ăn cái đùi hoặc cái quế cũng ngon lắm quý chú vị. Cái quế thì ăn da da rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn quý chú vị. Bữa nay nó thịt dê hấp hay là dê nướng thì quen thuộc đối với cô chú anh chị và các bạn rồi. Còn dê mà dê quay thế này là nhìn rất là ngon luôn. Dê thui giống như bê thui vậy đó. Lát mình sẽ nói anh chủ quán để cho mình ít nước trong cái bụng của con dê này ra để mình sử dụng thử cái ngon không, mà nghe rất là thơm luôn, nóng nhìn là muốn ăn liền quý cô chú anh chị. Bây giờ trong quá trình anh chủ quán sắc dê cho mình thì chúng ta hãy xem hết cái video này, quá trình sắc dê như thế nào nha quý cô chú anh chị.
Đây cuối cùng cũng đã xong cái dĩa đùi dê của em, họ nhìn rất là hấp dẫn luôn quý cô chú anh chị. Trời ơi nó thơm này, rát mè lên nữa, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, rau thì có rau rừng, đó, có thêm một chén nước trong con dê nữa, nhìn rất là thơm luôn, nóng hổi luôn. Trời, nhìn cái dĩa thịt dê là muốn ăn ngay chứ không thể nào mà cưỡng lại được. Có chú chát, có rau rừng, có khế, rồi nhìn rất là hấp dẫn. Giờ bạn mình sẽ dùng thử một miếng như thế nào nha. Mình gấp một miếng mà mình bỏ vào cái nước này nè, mình nhúng cho nó ngọt. Đó, sau cái mình ăn với chao. Đó, nhìn bạn mình ăn như thế nào nha. Rồi nhìn rất là ngon luôn nè. Ôi, bạn mình ăn nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là hôm nay cũng hú thêm một hai người bạn để đến đây dùng thử. Chứ một mình em không thể nào ăn hết cái đùi con dê quý cô chú gì. Cũng sẵn này làm máy ve cho nó vui nghe. Nhìn cái dĩa thịt dê là không thể nào cưỡng lại quý cô chú anh chị. Nói chung cái món dê là cái món dễ ăn và mát. Nói chung là dễ nhậu mà gia đình với nhau rủ đi ăn cũng rất là dễ ăn. Nó đỡ ngán quý cô chú anh chị. Tới bạn mình nè. Những cái đoạn video này thì chủ quán bên kia có mở nhạc cho nên em sẽ tắt cái nhạc tại vì sẽ bị bản quyền cho nên là những cái đoạn video không có âm thanh nha quý cô chú anh chị, cho nên thông cảm cho em nha. Đây là bạn mình dùng thử đây. Nói chung là thịt dê là ăn rất là tốt cho sức khỏe. Em mời mấy anh em cảm ơn tất cả quý bà các chị rất là nhiều nha. Đỡ dê đó làm biết này dành chút thời gian quý báo thì ở video của em xem hai cho em một like nếu như nhìn thấy dê quay qua em một like và đăng ký kênh của em nha. Và xin chào cũ nha anh em, cũ đó là củ hành đó. Giờ tới bạn em mà cảm nhận như thế nào nè? Ngon, ăn là phải đủ rau rác rồi vô nhìn nó mới ngon. Mấy người bạn kia ăn thịt không à? Sao? Cảm giác sao em? Đây 19 tầng luôn rồi. Thì anh em, thì